Xin chào thị trường An Khang, xin chào. Ngày hôm nay thì An Khang sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm của Acer, đó là Acer Aspire E5575 Coil 5 Cabinet không cạc rời. Vâng, Acer Aspire E5575 có cấu hình khá là hấp dẫn với chip Cabinet đời mới 2017. RAM DDR4 có băng thông cao và bạn có thể linh hoạt nâng cấp ổ cứng SSD hoặc là RAM nếu cần trong tương lai. Với một sức mạnh như thế này thì máy không chỉ đáp ứng mượt mà các công việc văn phòng thường ngày mà còn có thể giúp bạn giải trí thư giãn tuyệt vời cùng với một màn hình Full HD sắc nét. Các bạn có thể quan sát trên màn hình, ở phiên bản này thì phần mặt lưng, vân vải không được nhám sần như trước đây mà đã được xử lý láng mịn hơn, sờ vào cảm giác rất là thích và vẫn đảm bảo được chống chảy xước và chống bám vân tay rất là tốt. Dù là dòng laptop phổ thông nhưng mà phần kê tay vẫn được Acer ốp nhôm mát lạnh làm tăng tính sang trọng cho người sở hữu. Bàn phím dạng checklist với khoảng cách các phím lớn, tuy nhiên hành trình phím chỉ ở mức tiêu chuẩn. Và với một màn hình lớn như thế thì chắc chắn bàn phím của chúng ta sẽ được bổ sung thêm phần phím số riêng bên phải, giúp cho bạn nhập liệu sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Bàn di chuột có kích thước lớn, bề mặt trơn mịn và hỗ trợ đầy đủ các thao tác cảm ứng đa điểm. Acer cũng tạo điểm nhấn cho sản phẩm với viền cắt kim cương thanh lịch. Mặt dưới là kiểu vân vải nhưng có nắp rời để bạn thuận tiện trong việc lắp thêm RAM hoặc là ổ cứng SSD M2. Loa của máy thì được bố trí ở hai bên rìa gần chân đỡ, chất lượng âm thanh ở mức ổn định và nghe hay nhờ loa màng giấy True Harmony. Phần vị trí của pin được làm nhô lên để tăng khoảng không thoát gió cho máy. Ngoài ra do máy khá là dày nên đầy đủ các cổng kết nối như cổng USB Type-C đa năng, bên cạnh là cổng mạng LAN tốc độ Giga với Wi-Fi chuẩn AC nhanh gấp 3 lần thông thường. Máy của chúng ta vẫn còn giữ được cổng VGA để kết nối với các loại máy chiếu đời cũ. Sau cùng đó chính là cổng HDMI và hai cổng USB 3.0. Bạn còn sử dụng được ổ đĩa quang dùng để học ngoại ngữ hay là tự cài Win chẳng hạn. Cạnh phải của chúng ta còn có thêm một cổng USB thường và một jack cắm tai nghe thích hợp microphone. Aspire E5575 sở hữu một màn hình rộng rãi, có khả năng chống lóa khi sử dụng ngoài trời nhiều ánh sáng. Thêm một ưu điểm ở sản phẩm này đó chính là màn hình Full HD cho chất lượng hiển thị sắc nét, công nghệ Blue Light Shield giúp lọc ánh sáng xanh, sử dụng máy trong thời gian dài mà mắt bạn vẫn được khỏe khoắn. Điều này quan trọng hơn nếu như bạn bị cận thị. Thông số kỹ thuật cơ bản gồm chip Intel Cabinet RAM 4GB, băng thông cao lên tới 2400MHz. Nếu bạn có nhu cầu cao trong công việc và giải trí thì nên chọn phiên bản hơn 10 triệu đồng với cấu hình là Core i5, ổ cứng 1TB, thoải mái lưu trữ phim ảnh, tài liệu. Còn nếu như bạn là một sinh viên khối ngành kinh tế hành chính thì chỉ cần lựa chọn phiên bản 8 triệu đồng, cấu hình Core i3 và ổ cứng 500GB. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Bạn có thể click vào đường link phía dưới video để xem chi tiết khuyến mại từng sản phẩm hoặc là tham khảo website ankhang.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!